chồng tôi bị ghẻ mà không dám nhận. Chào em. Bà đi làm về rồi kém tết. Bà đi làm về rồi tết. Em uống sườn ngón này. Hello. Bà chỉ mới về nhà mà đeo khẩu trang, cái khẩu trang đó. Cái thoải mái. Bà bữa nay đeo khẩu trang học công việc bà phải đeo. Việc chi? Trời ơi, ôi nha, nóng bức cười cho thoải mái chứ thề chịu. Bà được rồi, được kì bác. À, có lẽ đi làm bình thường thì nó không có đeo khẩu trang. Bác cũng không đeo, có lẽ thằng mồ huyết cho gì sướng mỏ rồi à. Hay đâu phải đeo khẩu trang rồi bác. Anh nói với em, anh 1m84 nặng 105 cân thằng mồ chẳng. Đùng của anh, đùng đó tới. Đùng đó tới, ỏi hay. Cái này thằng mồ chẳng đùng anh một tay người chân đấu lạnh đôi. Thằng đùng một cái, anh xin lỗi này. À, chẳng, đường rắn. Cười khẩu trang ra đi. Không. Răng hay là anh này đi thơm ho hụt con bố hăn hơi bên đó ngày. Nó còn dính vết xó nó không dám cười. Cười ra. Anh ra ngoài đấy này. Cười ra. Không cười thì đi ra luôn. Về nhà cứ đeo khẩu trang rồi. Như kiểu là cách ly vợ con rồi. Cười không? Ôi mà. Cười thì đi ra đi sàn tay rồi đi ra luôn. Đi ra luôn đừng có vào đây nữa. Về nhà vui vẻ đi ra. Không bị kể. Bị ghẻ mua bánh téo anh sợ con xá lạnh rồi con bị lấy cung với con xá lạnh nhá. Cái chí bị gì anh bị ghẻ ghẻ mồm á mở ra thấy không nhưng em hứa nhưng em coi xong em không được xá lạnh anh mở ra không được bỏ rơi anh mở ra mở coi không hứa đi hứa danh dư mà rằng lại bị ghẻ nhỏ biệp nữa tự nhiên bị ghẻ lếu bị ghẻ lếu bị ghẻ, ôi ghẻ đừng có vô đấy. Ôi trời ơi, bị ghẻ tê. Trời ơi, ghẻ thì đeo khẩu trang vô đi. Tạm xã vợ con đấy. Trời ơi. Bởi vì có một tí với mẹ con xa lắm. Đừng có vô đi nha quả. Ôi, đợi nhà của bà nè. Ôi, thôi, thương hay. Rõ, chứ có mà có khoản tư để coi bị ghẻ răng là một. Ôi, biết luôn, biết lắm. Anh còn ghẻ đi. Em chạy ra ta cứ kêu thấy không bỏ rơi em. Anh mày bị ghẻ không tí mà em phải con xả lại anh ấy răng. Rồi chứ răng, rồi anh có muốn hết ghẻ không? Ai mà không muốn hết, nói mà mình bị ghẻ cả. Tại trong nó nghe lời vợ đó, nghe lời vợ lên làm chứ mà bị ghẻ. Thôi, đừng có đừng khóc nữa dây mà. Ngoài xả lại mà đùa thôi. Dây vô đây vừa có cách cho chồng hết ghẻ. Thật không? Thật, nhanh. Chắc không? Hứa, nhanh lên. Cởi cái khẩu trang ra. Mẹ bị con xá lạnh luôn. Nhanh lên, xá lạnh cười đã nhanh ấy. Bị ghẻ con xá lạnh không? Không, bị ghẻ bố kể đi cho vợ, dùng kể đi cho vợ, nhanh ấy. Cười nhanh ra. Cười ra đi. Cái gì đó? Tỉ tẩy tỉ bao chết, nhanh ấy, cầm ấy. Nhanh, vô nhà vệ sinh, nhanh ấy. Vợ, nhưng bị kịch dung không? Trời ơi, đấy, vợ bay vô. Cái cây ní là tẩy ra chết, bá tháo cái nắp ra. Bôi lên trên trán này, má này. Trán, má, cằm. Hai má hai bên, mũi. Không, ít thôi. Vơ đang hăn nồi gườm đi vơ. Để cho hăn sủi bò thì xong nó hăn khô để con đến bóc ra. Hăn khô xong bóc ra. Vơ. Hăn khô đó yêm đắng nữa. Khô kia đi, bà kia đi. Đi bằng cái gì? Này tay kia tẩy ra chết đi. Coi mà, bà ra hết chưa mà. Rồi hết nữa đó, rồi đi. Nhưng mà ghẻ đừng có bỏ bà nha. Đấy là đừng. Bà đang ghẻ, bà mới ghẻ nhiều là bỏ đó. Đừng có xả lạnh nữa. Thế nào vừa con xả lạnh bà buồn lắm đó. Ai nhủ? Nhủ gì? Ai nhủ bà ở bẩn. Mình chỉ khó tẩy trang, rửa mặt, tẩy ra chết cô, thấy chưa? Nhưng mà không xả lạnh nhé. Mày không xả lạnh rồi đó. Thấy chưa? Ok.